tố cáo chế độ Việt Cộng buôn người, human trafficking và vi phạm quyền con người. Chế độ Việt Cộng của các anh là một chế độ buôn người mà cả thế giới đang lên án. Con người không phải là một món hàng để chế độ các anh trao đổi, dù không phải bằng tiền bạc nhưng các anh đã trao đổi bằng lợi thế chính trị. Nhân sự công du qua Mỹ của cán bộ Việt Cộng được các anh gọi là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Do đó, các anh đã thả hai tù nhân lương tâm là anh Hồ Đức Hòa và chị Trần Thị Thúy. Đó cũng vẫn là một sự buôn người, rất xấu hổ và nhục nhã cho bất cứ những ai là người Việt Nam. Các anh đã làm nhục quốc thể. Chế độ Việt Cộng của các anh cũng đang vi phạm trầm trọng quyền con người. Khi người dân muốn bày tỏ, muốn thể hiện chính kiến khác biệt, anh Hồ Đức Hòa và chị Trần Thị Thúy có tội gì mà các anh đã giam 11 năm tù và 8 năm tù? Hai người này cũng như hàng trăm, hàng ngàn người bất đồng chính kiến khác mà chế độ Việt Cộng rừng rú của các anh đang giam cầm. Họ muốn tự do, dân chủ hóa đất nước Việt Nam. Bộ luật hình sự của chế độ Việt Cộng của các anh là một bộ luật man rợ vì những người này hoàn toàn không vi phạm hình sự như ăn cướp, ăn cắp, lường gạt ai. Họ bị chế độ của các anh kết tội theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự tội lật đổ chính quyền nhân dân. Làm ơn đi, các anh đừng mị dân bằng hai chữ nhân dân như câu biểu ngữ của các anh giăng đầy khắp nước câu công an nhân dân, còn đảng còn mình. Công an của các anh chỉ biết phục vụ cho đảng. Cớ sao gọi là công an nhân dân được? Phải gọi công an Đảng Cộng sản Việt Nam mới đúng ý nghĩa của nó. Đảng Việt Cộng của các anh mới là đảng phản quốc vì các anh tự cho mình là Đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm. Các anh đang đứng trên Tổ quốc Việt Nam đấy, phản quốc là thế đấy. Các anh là những thằng ăn cướp chính quyền từ tháng 9 năm 1945 trong tay của chính quyền Trần Trọng Kim. Chứ chẳng có nhân dân nào mà bầu cho các anh, nên khẳng định rằng các anh không xứng đáng được gọi là chính quyền nhân dân. Tôi khẳng định chế độ Việt Cộng của các anh chỉ là những thằng hèn khi các anh kết tội anh Hòa và chị Thúy với tội danh lật đổ. Trong khi hai người họ chỉ có hai cây súng nước, tòa án Việt Cộng của các anh như con kẹt đấy khi không chứng minh họ lật đổ các anh bằng cách nào. Tôi ghét cay ghét đắng ba điều luật mơ hồ và man rợ nhất trong lịch sử dân tộc Việt, đó là Điều 79 tội lật đổ chính quyền nhân dân. Điều 88 tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 331 lợi dụng quyền tự do dân chủ. Thô bỉ hơn nữa, chế độ Việt Cộng của các anh còn mặt dày hơn cái thớt. Khi ứng cử làm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc, một thằng buôn người và vi phạm trầm trọng nhân quyền nhất lại mang danh làm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền, chớ trêu thay.